Trời ơi. Trời ơi, thích ăn cái này lắm ông bà cô chú đây nè. Đây nè, cho con. Nhai nhai. Cho con cầm đi. Không 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 thích muỗng phải không? Đây là cháo của khoai tây ông bà cô chú ạ. Ở trên nó là nuôi xay, còn ở dưới là rau củ xay với là thịt bò. Vậy lên nhà khoai tây. Thank you.
tế á con. Chổng cái mâm lên chi vậy? Hả? Đang ăn mà chổng cái mâm lên chi vậy con? Đang ăn mà khoai tây có thích chổng cái mâm lên không vậy con? Giờ mắt vào cái này nha. Con ăn cháo xong á, xong con mắt vào con ăn cái này. Vào. Làm gì vậy khoai tây? Khoai tây đang làm gì vậy? Đây nè, bỏ vô nè, bỏ vô đây nè. Đây nè. Bỏ xuống, bỏ vô đây nè. Bỏ vô cái lỗ này nè để bỏ xuống đó. Con bỏ vô lỗ đây. Mm.
đó tròn vô, bỏ vô giỏi đi chưa. Đây nè. Wow, giỏi ghê. Nhiều lắm ông bà cô chú ạ. Hãy nắm đi ra khoai tây nè.